안녕하세요. Xin chào các bạn. Buổi học của chúng ta ngày hôm nay là buổi thứ ba của tuần thứ ba trong môn học Chokgup Hangukkeo Mun Verb Y. Thế và bài học ngày hôm nay của chúng ta thì cũng như những cái bài học trước sẽ có một số các cái cấu trúc ngữ pháp mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn. Thế và một cái cấu trúc chiếm một cái phần khá lớn trong cái bài học của chúng ta ngày hôm nay đó là cái cấu trúc mà liên quan đến cái từ taka, momo taka. Lần trước thì chúng ta đã học một cái phần mà liên quan đến cái bài này rồi, tức là momo taka, tức là chúng ta không, đằng trước nó không có cái a hay là ơ này, chúng ta tức là không phải kết hợp với cái gì cả, không phải biến đổi cái gì cả. Thế nhưng trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học một cái phần là momo a ơ tà ca, có nghĩa là đây sẽ được đặt giữa hai cái động từ, thế và chỉ ra cái việc là sẽ làm một cái hành động nào đó, một cái việc nào đó trước, xong rồi thì sau đó sẽ làm tiếp một cái việc tiếp theo. Thế và các bạn sẽ xem những cái ví dụ cụ thể thì chúng ta sẽ hiểu rõ được cái cấu trúc ngữ pháp này hơn. Thế và thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe những cái ví dụ này một lần nhé. Để xin xin lỗi câu chuyện đó. 집에서 청소하다가 밥을 했어요? 집에서 청소하다가 밥을 했는데 아직 안 먹었어요. 한약을 사다가 드셨어요? 사다가 먹었는데 병이 낫지 않네요. Và các bạn đọc lại theo thầy một lần nhé. 집에서 청소하다가 밥을 했어요? 집에서 청소하다가 밥은 했어요? 집에서 밥을 했는데 아직 안 먹었어요. 집에서 밥은 했는데 아직 안 먹었어요. 한약을 사다가 드셨어요? 한약은 사다가 드셨어요? 사다가 먹었는데 병이 낫지 않네요. 사다가 먹었는데 병이 낫지 않네요. 그래서 병이 낫지 않네요. 집에서 청소하다가 밥을 했어요. 청소하다 là gì nhỉ? Dọn dẹp đúng không các bạn? Bạn đã dọn dẹp ở nhà và nấu cơm chưa? Dọn dẹp xong rồi thì nấu cơm chưa? 밥을 하다 là làm cơm. Thế và chúng ta cũng có thể dùng một cái từ khác đó là 밥을 짓다, nấu cơm. 밥을 짓다. 아침 아시업. 밥을 했는데 아직 안 먹었어요. Là gì nhỉ? Tôi đã nấu cơm rồi thế nhưng mà vẫn chưa ăn. 아직 là vẫn chưa đúng không? 한약을 사다가 드셨어요. 한약 ở đây là thuốc bắc. 약 là thuốc. Thế còn 한 chính là nó là thuốc bắc. Bạn đã mua thuốc bắc rồi uống chưa? Từ si đạt ở đây chúng ta bình thường thì chúng ta nếu như mà nói không ở dạng không kính trọng ấy thì chúng ta sẽ phải nói là ya kul mật tà. Thế nhưng mà đây chúng ta dùng ở dạng kính trọng, để cho nên các bạn chuyển sang dùng cái từ từ si đạt, từ xuất sở. Han yak là thuốc bắc. Thế còn thuốc tây là gì nhỉ? Thuốc tây là yang yak. Yang. Yang tiếng Hán là dương á. Yang yak. Yang yak có nghĩa là thuốc tây. Sadaga một cốt nền đề hiếng y là chẳng nếu Sadaga tôi đã mua rồi thì và cũng đã uống rồi, thế nhưng mà hiếng y là chẳng nếu là gì nhỉ? Hiếng là bệnh, thế và nạt tà là đỡ. Tôi đã mua và đã uống thế nhưng mà không thấy bệnh đỡ gì cả. Các bạn sẽ xem một số những ví dụ tiếp theo trong trường hợp này nhé. Và Hơ Tông Hoan, xin xin hoan vâng ý cơ chú xéo. 도서관에서 책을 빌려다가 복사할까요? 그래요.
그렇게 하면 책을 싸게 볼 수 있겠군요. 저녁 식사를 하셨어요? 도시락을 시켜다가 먹었어요. 그 영화를 봤어요? 비디오 방에서 갔다가 봤어요. 예, 한번 따라해 보세요, 여러분. 도서관에서 책을 빌려다가 복사할까요? 도서관에서 책은 빌려다가 복사할까요? 그래요. 그렇게 하면 책을 싸게 볼 수 있겠군요. 그래요. 그렇게 하면 책은 싸게 볼 수 있겠군요. 볼 수 있겠군요. 싸게 볼 수 있겠군요. 저녁 식사를 하셨어요? 저녁 식사를 하셨어요? 도시락을 시켜다가 먹었어요. 도시락은 시켰다가 먹었어요. 그 영화를 봤어요? 그 영화는 봤어요? 비디오방에 갔다가 봤어요. 비디오방에 갔다가 봤어요. Do tôi sẽ giải thích những cái ví dụ này. 도서관에서 책을 빌려다가 복사할까요? 도서관 là gì các bạn nhỉ? Thư viện. 빌리다 là gì? Mượn sách. 도서관에서 책을 빌려다가 복사할까요? 복사 là đây cũng là một từ bắt nguồn từ tiếng Hán, đây chính là từ photo đó. 도서관에서 책을 빌려다가 mượn sách ở thư viện rồi thì chúng ta đi photo nhé. 빌리다 ở đây chúng ta dùng cái từ mượn sách này thế nhưng mà ở thư viện thì người ta rất hay dùng một cái từ khác đó là 대출하다. 대출하다. Cũng có nghĩa là vay hay là mượn đó. Và khi mà các bạn đi vay tiền ở ngân hàng ấy thì cũng dùng cái từ này. 대출하다 là vay. Thế và mượn sách ở thư viện chúng ta cũng có thể dùng được cái từ này. 대출하다. Và 그래요. 그렇게 하면 책을 싸게 볼 수 있겠군요. Làm như thế đi. 그래요. Tức là đồng ý với một cái ý kiến nào đó. Làm như vậy đi. 그렇게 하면 책을 싸게 볼 수 있겠군요. Nếu mà làm như thế thì chúng ta sẽ có thể đọc sách một cách rẻ. Tức là rẻ tiền, không phải mua sách. 책을 싸게 볼 수 있겠군요. Các bạn thấy là đây là cái cấu trúc mùa kê là gì nhỉ? Biến tính từ trở thành phó từ. Đúng không? Và khi mà dịch trong tiếng Việt của chúng ta thì có thể có trường hợp là chúng ta không dịch cũng được. Thế nhưng mà tiếng Hàn thì nhất thiết là các bạn phải nhớ cái cấu trúc này bởi vì nó sẽ không thể hai tính từ hay còn hai động từ nó không thể ghép được với nhau. Nên chúng ta buộc phải dùng cái cấu trúc là mùa kê. Ví dụ tiếp theo. 저녁 식사를 하셨어요? 저녁 식사하다 là gì nhỉ? Là ăn cơm đúng không? Thế và 아침 식사 là gì? Ăn sáng. 점심 식사 ăn trưa đúng không? 저녁 식사 là ăn tối. 도시락을 시켰다가 먹었어요. 도시락 là cơm hộp. Cơm hộp hay là cơm mà bạn gọi đến cũng có gọi là 도시락 hay là cơm mà người ta bạn cho vào và như cái gặp lồng mà mang đi ăn ấy thì người ta cũng gọi là 도시락. Cái đó cũng gọi là 도시락. Thế và 시키다. 시키다 đây là gọi món. Khi mà bạn vào quán ăn ấy thì chúng ta có thể hỏi nhau là 뭘 시킬까요? 뭘 시킬까요? Là gì nhỉ? À, chúng ta gọi cái gì đây? Thế và bên cạnh đó chúng ta cũng có thể dùng một cái từ nữa đặt món ăn hay là gọi món ăn là 주문하다. 주문하다. Khi mà bạn vào quán thì thường người phục vụ thì người ta sẽ hỏi bạn là 뭘 주문하시겠습니까? Là anh hay là chị sẽ đặt món chứ hay gọi sẽ gọi món chứ. 도시락을 시키다가 먹었어요. Tôi đã gọi cơm hộp và ăn. 그 영화를 봤어요. Đây là câu hỏi. 비디오 방에 갔다가 봤어요. Bạn đã xem bộ phim đó chưa? Thế và video băng. Video các bạn thấy ở đây chính là từ tiếng Anh. Video. Video.
Thế và video băng ở đây là cái những cái điểm chiếu phim video nhỏ ấy, những cái điểm mà người ta chúng ta vào, chúng ta có thể tự chọn băng video và chúng ta vào xem, nó có những cái phòng chiếu nhỏ nhỏ chúng ta có thể ngồi xem riêng được. Người ta gọi là video băng. Băng có nghĩa là phòng. Video băng e kattaga basseyo, tôi đã đến cái cửa hàng video và xem ở đó. Yemun hana mantero jusilleo. Chinkureun gitareodaga gachi geuchange gayo. À, chinkureul, tôi sẽ viết ở đây cho các bạn. Chinkureul gitareodaga gachi geuchange. Gitareodaga, gitarida là gì các bạn nhỉ? Là đợi. Tôi đã đợi bạn. Gitareodaga cực trang e cả chi cả sờ. Cực trang là gì nhỉ? Cực trang là đồng nghĩa với cả nhân hoa quan, tức là giả phát hay là giả chủ phim ấy. Cực trang e cả chi cả sờ. Xin lỗi các bạn vì tôi không thể viết đẹp hơn được, bởi vì là viết bằng con chuột của máy tính. Cả sờ. Rồi, tôi đã đợi bạn rồi, cùng đi đến ở nhà hát. Chúng ta sang một cái cấu trúc cũng là taka, thế nhưng sử dụng trong một cái trường hợp mà khác, đó là khi mà làm một cái việc đó, tức là kết thúc một cái việc gì đó, tức là chúng ta thêm cấu trúc của thời quá khứ vào đó. Chúng ta sẽ xem những cái ví dụ cụ thể nhé, và thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe một lần. 어디에 갔다가 왔어요? 친구 집에 놀러 갔다가 왔어요. 네, 여러분 한번 따라 읽어보세요. 어디에 갔다가 왔어요? 어디에 갔다가 왔어요? 친구 집에 놀러 갔다가 왔어요. 친구 집에 놀러 갔다가 왔어요. 놀러 갔다가. 놀러 갔다가. Câu này rất là dễ đúng không? Bởi vì toàn những từ mà chúng ta đã gặp rất là nhiều rồi. Odie katta wasseyo. Bạn đi đâu về đấy? Odie katta wasseyo đúng không? Chingu jibe nolle kattaga wasseyo. Tôi đến chơi nhà bạn rồi, trở về, quay về. Và sau đây là những cái ví dụ tiếp theo của trường hợp này. Để hơi tông hoan cho doanh nghiệp phụ thắc từ người ta. 유학 갔다가 왜 중간에 돌아왔어요? 집에서 안 좋은 일이 있어서 갔다가 중간에 돌아왔어요. 집을 샀다가 왜 또 팔아요? 집을 샀다가 교통이 너무 불편해서 팔기로 했어요. 학원에 다니고 있어요? 아니요. 다녔다가 집과 너무 멀어서 못 갔어요. 네, 여러분 한번 따라해 보세요. 유학 갔다가 왜 중간에 돌아왔어요? 유학 갔다가 왜 중간에 돌아왔어요? 중간에. 중간에. 집에서 안 좋은 일이 있어서 갔다가 중간에 돌아왔어요. 집에서 안 좋은 일이 있어서 갔다가 중간에 돌아왔어요. 집을 샀다가 왜 또 팔아요? 집은 샀다가 왜 또 팔아요? 집을 샀다가 교통이 너무 불편해서 팔기로 했어요. 집은 샀다가 교통이 너무 불편해서 팔기로 했어요. 팔기로 했어요. 학원에 다니고 있어요? 학원에 다니고 있어요? 아니요. 다녔다가 집과 너무 멀어서 못 갔어요. 아니요. 다녔다가 집과 너무 멀어서 못 갔어요. 그래서 유학 갔다가 왜 중간에 돌아왔어요?
Yuhakataka là gì nhỉ? Bạn đi du học rồi thì tại sao chúng can là giữa chừng? Giữa chừng. Tại sao giữa chừng lại quay trở về như vậy? Vì chúng can này tôi ra bắt sở. Chịp bây giờ ăn chôn ý đi sinh ăn chôn ý đi sở sở kataka chúng can này tôi ra bắt sở. Các bạn thấy là ở đây nó có một cái cấu trúc là định ngữ đúng không? Ăn chôn ý đi là gì nhỉ? Việc không tốt. Chịp bây giờ ăn chôn ý đi ít sở sở vì nhà tôi có việc không vui, có việc không tốt. Chúng ta có thể dùng cái từ senkita thay cho cái itta ở đây cũng được. Chip bây giờ ăn chôn ý đi senkyoso. Senkyoso. Vì sinh ra cái việc không tốt, thế cho nên là kataka chungane tora wasseyo. Tôi đi rồi lại quay về giữa chừng. Chipul sattaka we to parayo. Chipul sattaka là gì nhỉ? Bạn đã mua nhà rồi, tại sao lại bán đi? Tô là lại. Tại sao lại bán đi như vậy? Chibul sattaka giao通이 너무 불편해서 팔기로 했어요. Tôi mua nhà rồi, thế nhưng mà 교통이 너무 불편해서. 교통 ở đây là giao thông, đi lại đó. 너무 불편하다. 불편해서 vì là nó quá là bất tiện. Trong bài trước tôi nhớ là các bạn đã học từ 편하다 đúng không? Thiên ha tà là thoải mái hay là tiện lợi, thì đối nghĩa với nó là pul thiên ha tà. Pul ở đây các bạn có thể hiểu đó là cái từ bất ở trong tiếng Hàn ấy. Thế cho nên là nó có cái nghĩa phủ định, vì là quá là bất tiện, thế cho nên là phan kilo hết rồi, tôi đã quyết định là bán đi. Hắc quân nè thán đi cô ít rồi. Hắc uân ở đây nó có thể chúng ta có thể hiểu là tương đương với những cái trung tâm họ trung tâm mà dạy thêm ở nhà ở Việt Nam chúng ta, ví dụ như là các cái trung tâm người ta mở ra để dạy thêm tiếng Anh hay là trung tâm luyện thi chẳng hạn. Đấy thì những cái nơi như vậy thì người ta gọi là hắc uân chứ không phải là trường học. Hắc uân nghe thán đi cô ở bạn đang đi học ở trung tâm mà thán đi tà bản thân khi chúng ta dịch thì chúng ta chỉ có thể dịch là đi thôi. Thế nhưng mà cái nghĩa gốc của nó ấy, có nghĩa là katta watta, tức là đi đi lại lại, tức là khi mà bạn thường xuyên đi lại đến một cái địa điểm nào đó thì chúng ta sẽ dùng cái từ tanita. Ví dụ như là khi mà bạn đi làm ở đâu đó thì bạn sẽ phải hàng ngày đi làm và đi về đúng không? Thì khi đó chúng ta sẽ nói là hoesae tanita. Hoesae tanio, tức là tôi đang đi làm ở công ty. Hoặc là Hakkyoe Tanyo, tôi đang đi học ở trường. Khi chúng ta dịch thì chúng ta dịch là đi thôi. Thế nhưng các bạn phải hiểu khi mà trong những cái trường hợp mà là đến chúng ta những cái địa điểm mà chúng ta thường xuyên phải đi đi lại lại, khi đó chúng ta dùng từ Tanita. Hakkyoe Tanyo isseyo, bạn đang đi học ở trung tâm à? Anyo, Tanitaka chipwa neumu meureoseo mot gatseyo. À không, tôi đang đi, thế tôi đã đi, thế nhưng mà chip qua nơ mu mở đâu giờ, vì là quá xa so với nhà của tôi, thế cho nên là tôi đã không thể đi được nữa. Mơn ta là xa, và từ đối nghĩa với nó là gì bạn nhỉ? Ca cấp ta là gần. Nếu khi kết hợp với aoyo thì nó sẽ có dạng như thế nào? Ca cao wèo. Ca cao wèo. Các bạn nên nhớ, bây giờ chúng ta nên chú ý những cái từ mà nó có các cái phụ âm ấy của nó là xăng, các cái điệu xăng kiệt hay là xăng triệt hay là xăng xiọt ấy, hoặc là hay là những cái âm bật hơi triệt hay là những cái từ như thế thì chúng ta nên đọc, chú ý để chúng ta đọc chính xác, chứ không thì rất là dễ bị hiểu sang cái từ khác. Đó là toàn bộ cái ví dụ của cái phần mùa mua ớt tà ca. Thế và tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái phần nữa cũng là tà ca, thế nhưng là mô mô e tà ca, có nghĩa là ở hay là vào đâu đó. Cái tiểu từ này nó đứng sau danh từ chỉ địa điểm nhỏ và xác định. Và ở đây chúng ta có thể hiểu là nó không phải là địa điểm là những cái địa điểm thông thường, mà thường là người ta xây sử dụng khi nào đến một cái vị trí nhất định nào đó. Vị trí, các bạn xem ví dụ cụ thể thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn.
Và thầy Hơ Tung Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe nhé. 우표는 어디에다가 붙여요? 봉투 오른쪽에다가 붙이세요. 어디에다 사인해야 합니까? 맨 밑에다가 사인하세요. 네, 여러분 한번 따라해 보세요. 우표는 어디에다가 붙여요? 우표는 어디에다가 붙여요? 봉투 오른쪽에다가 붙이세요. 봉투 오른쪽에다가 붙이세요. 봉투. 봉투. 어디에다 사인해야 합니까? 어디에다 사인해야 합니까? 맨 밑에다가 사인하세요. 맨 밑에다가 사인하세요. 아, tôi sẽ giải thích những ví dụ này. 우표는 어디에다가 붙여요? Các bạn lưu ý ở đây là cái động từ dán, 붙이다. Khi mà chúng ta viết thì chúng ta là viết là 붙이다 đúng không? Cái phát âm của nó là 티긋. Thế nhưng khi chúng ta đọc thì chúng ta lại phải đọc là 붙이다. Đây là cái quy tắc của cái từ này, và những cái trường hợp của đọc của 티긋 ấy thì nó sẽ biến đổi thành 티긋 khi mà các bạn đọc. 우표 là gì nhỉ? Là tem. Tem thư. Tem thì 어디에다가 붙여요? Là tem thì dán vào đâu, đúng không? 어디에다가. Các bạn thấy như ban nãy tôi đã nói là đây không phải là những cái địa điểm ví dụ như là một cái nơi nào đó, mà đây là nói đến những cái vị trí, một cái vị trí xác định ở đâu đó. Thì khi đó chúng ta mà những cái vị trí đó nó tương đối là xác định và nhỏ thì chúng ta dùng cái cấu trúc là 에다가. 봉투 오른쪽에다가 붙이세요. 봉투 là gì nhỉ? Phong bì. 오른쪽 là bên phải, phía bên phải của phong bì. Xin hãy dán vào phía bên phải của phong bì. 오른쪽 là phong bên phải, thì bên trái là gì bạn nhỉ? 왼쪽. Đúng rồi. Ví dụ thứ hai. 어디에다 사인 해야 합니까? Như ở trên tôi đã ghi rồi, đó là trong một số trường hợp ấy thì người ta có thể lược bỏ cái ca đi, mà người ta chỉ cần nói cái mùa mùa ê ta thôi. Chúng ta trong khi trong văn nói đó thì người ta thường rút gọn đi và nói như vậy. Ở tia ta sain hea hầm nì ca sain ha ta, đây cũng chính là một cái từ lấy phiên âm từ tiếng Anh sang, đó là ký tên. Thế và từ cái từ ký tên mà bằng tiếng Hàn ấy thì là sơ miêng ha ta. Sơ miêng ha tả cũng là ký tên, từ thuần Hàn. Thế và say là từ tiếng Anh. Tôi phải ký tên vào đâu đúng không? Men mịt thế ta ca say ha sẻ ồ. Mịt là ở phía dưới. Thế và men mịt thế tức là phía dưới cùng. Cái từ men này các bạn có thể hiểu là nó ở tận cùng, ở phía cuối cùng. Ví dụ như là men mực mịt thề, hay là men cứt thề. Cứt là khi kết thúc ý. Men cứt thề tức là cũng là ở phía cuối cùng. Hay là men ạp thề tức là ngay đầu tiên. Đó, trong những trường hợp chúng ta dùng như vậy. Bạn hãy ký tên vào cái dòng cuối cùng và phía cuối cùng. Các bạn cùng xem những ví dụ tiếp theo của trường hợp này nhé. 네, 선생님 읽어주세요. 이 식품은 어디에다가 놓을까요? 냉동실에다가 놓으세요. 이것은 어떻게 보관하지요? 냉장고에다가 보관하세요. 이 크림은 어디에다가 바릅니까? 얼굴 말고 몸에만 바르세요. 네, 여러분 한번 따라해보세요. 이 식품은 어디에다가 놓을까요? 이 식품은 어디에다가 놓을까요? 냉동실에다가 놓으세요. 냉동실에다가 놓으세요. 이것은 어떻게 보관하지요? 이것은 어떻게 보관하지요? 냉장고에다가 보관하세요. 냉장고에다가 보관하세요.
이 크림은 어디에다가 바릅니까? 이 크림은 어디에다가 바릅니까? 얼굴 말고 몸에만 바르세요. 얼굴 말고 몸에만 바르세요. Rồi, cảm ơn bạn. Tôi sẽ giải thích những cái ví dụ này. 이 식품은 어디에다가 놓을까요? 식품 là gì nhỉ? Thực phẩm hay là món ăn hay là đồ ăn đó, đồ ăn. À, nột thà có nghĩa là đặt hay là để. Thế và các bạn thấy là cái nột thà này, bởi vì cái bát chim của nó là hiệt, là âm vô thanh, thì cho nên là chúng ta không đọc, mà chúng ta chỉ nói là như là nôl cái ố, đúng không? Không hề có cái bát chim nôl cái ố. 이 식품은 어디에다가 놓을까요? Đồ ăn này thì để vào đâu? 냉동실에다가 놓으세요. 냉동실 là cái phần cái bộ phần cái tủ làm đá ở trong tủ lạnh á, cái ngăn đá thì người ta gọi là 냉동실. Hay là 냉동하다 có nghĩa là làm lạnh, làm đông lạnh. 냉동실에다가 놓으세요. Hãy cho vào ngăn đá, hãy đặt vào ngăn đá. Có hai cái từ hơi giống nhau là nột thà và nợt thà. Các bạn lưu ý. Nột thà. Nột thà là đặt hay là để lên trên hay là để vào đâu đó. Thế còn nợt thà là khi mà chúng ta cho một cái gì vào trong, tức là nhét ý, trong tiếng Việt của chúng ta là nhét vào đâu và cho hay là nhét vào đâu đó. Và ví dụ như là chúng ta cho cái gì vào túi chẳng hạn, thì khi đó chúng ta phải dùng từ gì các bạn? Phải dùng là nợt thà. Nột thà. Thế nhưng đặt cái gì lên bàn thì phải là nột thà. Nột thà. 이것은 어떻게 보관하죠? 보관하다. Đây là một từ xuất phát từ tiếng Hán. Các bạn có thể đoán ra được, đó chính là từ bảo quản. Cái này thì bảo quản như thế nào? 냉장고에다가 보관하세요. 냉장고 là tủ lạnh. Ban nãy các bạn thấy có cái từ là 냉동실 là gì nhỉ? Ngăn làm đá. Thế còn 냉장고 là tủ lạnh. Nói chung xin hãy bảo quản ở trong tủ lạnh. 이 크림은 어디에다가 바릅니까? Các bạn lưu ý, như tôi đã nhấn mạnh nhiều lần, là các bạn phải chú ý đọc từ cho nó chính xác ấy. Ban nãy bạn Ngọc đã đọc là 크림. 크림 tức là kiểu thôi, thì nó đã sang một cái nghĩa khác rồi. 크림 là tranh, là bức tranh. Thế còn ở đây là 크림. 크림 mà là các cái loại kem nói chung. Thế nhưng mà khi mà các bạn nói đến kem, ví dụ như là kem dưỡng da chẳng hạn, thì người ta lại không dùng cái từ 크림 này, mà người ta dùng theo tiếng Anh là lotion. Lotion. Thế và trong trường hợp này là gì nhỉ? 이 크림은 어디에다가 바릅니까? 바르다 là bôi, bôi hay là xoa lên mặt đó. Thì là cái kem này thì bôi ở đâu? 어디에다가 bôi ở đâu? 얼굴 말고 몸에만 바르세요. Ở đây có cái cấu trúc 말고 mà sau này các bạn sẽ được học. Đó là, đây cũng là một cái cấu trúc là khi nó thường kết hợp với danh từ, thế và cũng có thể đi với động từ nữa. Thế nhưng nó có cái nghĩa là đừng hoặc là không phải. Vì nếu như mà đi với động từ thì nó sẽ có cái nghĩa là đừng làm, đừng thực hiện cái hành động đó. Thế vậy khi mà đi với danh từ thì nó sẽ là không, tức là phủ định cái danh từ đằng trước nó. Và trong trường hợp này là gì nhỉ? Bạn hãy chỉ bôi lên người thôi mà đừng có bôi lên mặt. 얼굴 là khuôn mặt. 얼굴 말고 몸에만 바르세요. Man có nghĩa là chỉ có người thôi, bạn hãy chỉ được bôi lên người thôi. Các bạn thân mến, đó toàn bộ những cái ví dụ trong các cái trường hợp, một loạt các cái trường hợp liên quan đến mùa mô tà ca mà tôi đã nêu ra. 예문 하나 만들어 주실래요? 뭐에다가 이 연필은 어디에다 놓으면 돼요? 어디에다가 hay là 어디에다 놓으면 돼요? Đúng rồi, 연필. 연필 là cái bút chì. 연필. 이 연필은 어디에다 놓으면 될까요? Đúng không?
chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần tiếp theo, đó là mùa mùa auto thuê tả. Đây có thể nói là những cái câu, một câu mà chúng ta hay dùng trong những cái trường hợp mà khi chúng ta muốn xin phép hay là muốn muốn hỏi ý kiến một ai đó là chúng ta làm hay là sử dụng cái này có được hay không. Thế và cái cấu trúc này khi chúng ta có thể kết hợp với những cái đuôi câu khác nhau, ví dụ như là một mùa auto chuột thả hay là auto quyến chăn thả hay là auto thuê tả đều được. Thế và nếu ở dạng phủ định thì nó sẽ có cái dạng là một mùa ưu miên án thể tả. Nếu như ở dạng khẳng định ý, thì chúng ta có thể dịch là dù làm cái việc này thì có được hay không. Thế và trong câu trả lời thì phải là gì? Nếu làm cái này thì không được, muốn ưu miên án thể tả. Và mời các bạn đi vào các cái ví dụ cụ thể của trường hợp này. Và Hơ Tông An, Sơn Thanh Ninh sẽ đọc cho các bạn nghe một lượt các ví dụ nhé. 이 볼펜을 좀 써도 돼요? 네, 쓰셔도 됩니다. 네, 여러분 한번 따라해 보세요. 이 볼펜을 좀 써도 돼요? 이 볼펜을 좀 써도 돼요? 네, 쓰셔도 됩니다. 네, 쓰셔도 됩니다. 이 볼펜은 좀 써도 돼요? 볼펜 là cái bút bi. Cái bút bi à, tôi có thể dùng cái bút bi này một chút được không? 좀 써도 돼요? Khi mà dùng cái cấu trúc này thì người ta thường hay cho thêm cái từ 좀 vào cho nó mềm cái câu nói đi, một chút, tôi có thể dùng cái này một chút được không? Và 볼펜 là bút bi. Thế và ban nãy các bạn vừa mới học cái từ là 연필 là bút chì đúng không? Thế và cái từ 펜 này, bản thân cái từ 펜 này nó là bút, bút nói chung. Khi mà chúng ta không nói rõ ra là cái bút nào thì chúng ta chỉ có thể chỉ nói cái từ 펜 thôi. 네, 쓰셔도 됩니다. Vâng, anh có thể dùng. Và các bạn thấy là tôi đã kết hợp cái si là ở cái dạng kính trọng và sau động từ thì cho nên nó có dạng là 쓰셔도 됩니다. Nếu như đây là dạng chúng ta trả lời ở dạng phủ định thì chúng ta sẽ phải nói như thế nào nhỉ? 아니요. 쓰셔도 안 됩니다. 쓰면 안 됩니다. 쓰면. Nếu mà dùng thì không được. Nếu dùng thì không được. Chúng ta không thể nói là dù bạn dùng cũng không được được đúng không? Nghe trong tiếng Việt của chúng ta cũng không nói như vậy. Mà phải là nếu bạn nếu dùng thì không được. Đây là một số những cái ví dụ tiếp theo của trường hợp này. 네, 허트만 선생님 한번 읽어주세요. 집을 좀 구경해도 됩니까? 네, 집을 봐도 됩니다. 여기에 취직하려면 영어를 몰라도 괜찮습니까? 네, 업무에 영어와 상관없으니까 몰라도 괜찮습니다. 여기에서 담배를 피워도 돼요? 여기는 담배를 피우면 안 됩니다. 남자 친구를 소개해 줄까요? 네, 못생겨도 괜찮은데 성격이 안 좋으면 안 됩니다. 네, 여러분 한번 따라해 보세요. 집을 좀 구경해도 됩니까? 집은 좀 구경해도 됩니까? 네, 집을 봐도 됩니다. 네, 집은 봐도 됩니다. 여기에 취직하려면 영어를 몰라도 괜찮습니까? 여기에 취직하려면 영어를 몰라도 괜찮습니까? 몰라도. 몰라도. 네, 업무에 영어와 상관없으니까 몰라도 괜찮습니다. 네, 업무에 영어와 상관없으니까 몰라도 괜찮습니다. 여기에서 담배를 피워도 돼요? 여기에서 담배를 피워도 돼요? 여기는 담배를 피우면 안 됩니다. 여기는 담배를 피우면 안 됩니다. 남자 친구를 소개해 줄까요? 남자 친구를 소개해 줄까요? 네, 못생겨도 괜찮은데 성격이 안 좋으면 안 됩니다. 네, 못생겨도 괜찮은데 성격이 안 좋으면 안 됩니다. 성격이.
성격이 성격이 안 좋으면 안 됩니다. 예문은 참 재미있죠? 여러분. 아니, 비주얼 좀 다 저게 많이 달라 두비. 집을 좀 구경해도 됩니까? 구경하다 là ngắm hay là tham quan. 집을 좀 구경해도 됩니까? Tôi có thể đi tham quan nhà của bạn một chút có được không? 네, 집을 봐도 됩니다. À, vâng, mời bạn, bạn có thể xem cũng được, đúng không? 집을 봐도 됩니다. Các bạn có thể dùng hai cái động từ này đều được, 구경하다 hay là 보다, xem nhà hay là tham quan nhà. 여기에 취직하려면 영어를 몰라도 괜찮습니까? 여기에 취직하려면 tức là gì nhỉ? Nếu mà bạn định làm việc ở đây hay là bạn định xin việc ở đây thì 영어를 몰라도 괜찮습니까? Dù không biết tiếng Anh cũng được, có phải không? 괜찮다 là cũng được hay là không sao. 네, 업무에 영어와 상관없으니까 몰라도 괜찮습니다. 업무 ở đây là ý người ta nói đến công việc hay là đến những cái nghiệp vụ, nếu như mà theo tiếng Hán á thì chúng ta dịch là ngợi nghiệp vụ. Thế nhưng mà trong trường hợp này thì nó là nghiệp vụ, có lẽ là nó không hợp lắm thì chúng ta dịch là công việc thôi. 업무에 영어와 상관없으니까. Tiếng Anh thì không liên quan gì đến công việc cả. 상관없다 là không liên quan. Thế cho nên là 몰라도 괜찮습니다. Không biết thì cũng không sao cả. 여기에서 담배를 피워도 돼요. 여기에서 là ở đây đúng không? 담배를 피워도 돼요. Hút thuốc có cũng được, có phải không? 여기는 담배를 피우면 안 됩니다. Là gì nhỉ? Ở đây thì không được hút thuốc. Chúng ta dịch thuần Việt là không được hút thuốc. 남자친구를 소개해 줄까요? Tôi sẽ giới thiệu bạn trai cho bạn nhé. 네, 못생겨도 괜찮은데 성격이 안 좋으면 안 됩니다. Vâng, 못생기다, 못생기다 là gì nhỉ? Không đẹp trai, trong tiếng Việt của chúng ta là xấu trai chẳng hạn. Còn 생기다, 잘생기다 có nghĩa là đẹp trai. Dù là không đẹp trai thì cũng không sao, thế nhưng 성격 là tính cách. 성격이 안 좋으면 안 됩니다. Nếu tính cách mà không tốt thì không được. Đó là cái ví dụ trong phần này. 예문 하나 만들어 주실래요? 이 길이 너무 막혀서 다른 길로 가도 괜찮습니까? 그래서 이 길이 너무 막혀서 다른 길로 가도 괜찮습니까? À, bởi vì cái đường này tắc quá, thế cho nên là chúng ta đi đường khác có được không? 다른 길로 가도 괜찮습니까? Chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần ngữ pháp tiếp theo trong bài ngày hôm nay. 뭐뭐 아어 가지고. Cái cấu trúc này chúng ta sẽ có thể sử dụng với hai nghĩa. Thứ nhất là 가지다. 가지다 có nghĩa là cầm theo một cái gì đó. 뭐뭐 아어 가지고 가다 tức là bạn cầm theo một cái gì đó đi. Thế và 뭐뭐 가지고 가다 hay là 뭐뭐 가지고 sau đó là một cái hành động gì đó thì là nó là sự liên kết của hai hành động, có thể nói là liên tiếp hay là chuyển tiếp cho nhau, làm hành động này rồi thì chuyển sang làm một cái việc khác. Nó có hai cái nghĩa mà chúng ta có thể sử dụng như vậy. Thế và thầy Hồ Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe các cái ví dụ của bài này nhé. 서류는 무엇을 준비해야 합니까? 이력서와 자기소개서를 쓰셔가지고 사무실에서 접수하세요. 네, 여러분 한번 따라해보세요. 서류는 무엇을 준비해야 합니까? 서류는 무엇을 준비해야 합니까? 이력서와 자기소개서를 쓰셔가지고 사무실에서 접수하세요. 이력서와 자기소개서를 쓰셔가지고 사무실에서 접수하세요. Đúng rồi. 서류를 xin lỗi các bạn, 서류는 무엇을 준비해야 합니까? 서류 là
tài liệu hay là hồ sơ. Trong trường hợp này thì chúng ta có thể dịch là hồ sơ. 무엇을 준비해야 합니까? Phải chuẩn bị gì? Phải chuẩn bị những cái tài liệu gì đó? Phải chuẩn bị những hồ sơ gì? 이력서 là lý lịch, 서류 lý lịch. 이력서와 자기소개서를 수시로 가지고 사무실에서 접수하세요. 자기소개서, các bạn có thể đoán ra là gì không? 자기 là bản thân mình, thế 소개 là 소개하다 là giới thiệu. Thế vào đây 소개서 là gì nhỉ? Cái bản giới thiệu, bản tự giới thiệu. Ví dụ như là trong các cái trường hợp mà các bạn nói là khi mà các bạn đến một cái nơi nào đó mà lần đầu tiên gặp và phải tiếp xúc với một đám đông chẳng hạn, thì bao giờ chúng ta cũng phải tự giới thiệu ấy. Thì khi đó chúng ta sẽ nói là 자기소개하겠습니다, đúng không? Tôi xin tự giới thiệu. 자기소개서를 쓰셔 가지고, tức là bạn hãy viết lý lịch, sơ yếu lý lịch và giải bản tự giới thiệu. Và 사무실에서 접수하세요. 사무실 là ở văn phòng. 접수하다. Cái từ này nó nếu như nói theo dịch ra cái nghĩa tiếng Việt của chúng ta ấy, thì nó có nghĩa là tiếp nhận đơn. Khi mà bạn đến một cái nơi nào đó để bạn nộp đơn chẳng hạn, thì nó sẽ có nơi người ta có cái bàn người ta để cái biển là 접수, tức là chúng ta sẽ phải nộp hồ sơ ở đấy. Chúng ta sẽ phải thế đấy. Và bản thân cái việc mà người ta nhận hồ sơ của chúng ta, người ta cũng nói là 서류를 접수했어요. Khi ai hỏi bạn là 서류를 접수했어요 thì tức là chúng ta phải dịch là bạn đã nộp đơn chưa, cái đơn của bạn thì đã được người ta nhận chưa đó. Thế và trong khi mà bạn đi đưa đơn đến một nơi nào đó ấy, tức là chúng ta đưa đơn ấy, thì chúng ta sẽ dùng cái từ là 신청하다. 신청하다. Khi chúng ta nộp đơn để đăng ký vào một cái việc gì đó, vào một cái gì đó, thì chúng ta sẽ dùng cái từ là 신청하다. Thế còn ví dụ ở trong trường hợp này chúng ta có thể thay bằng một cái từ khác, thay cái từ 접수 bằng một cái từ khác, đó là từ 제출하다. 제출 tức là trình hay là nộp một cái giấy tờ gì đó, trình một cái gì đó lên cơ quan hay là lên cấp trên chẳng hạn, thì chúng ta người ta thường dùng cái từ 제출하다. Samusere서 제출하세요. Các bạn dùng như vậy cũng được. Chúng ta chuyển sang một số cái ví dụ tiếp theo trong trường hợp này nhé. Nghe hơi tông hoan sinh viên đang quên ý câu chú xéo. 외국인 등록증을 어떻게 신청합니까? 출입국 사무소에 가셔가지고 신청하세요. 네, 여러분 한번 따라해보세요. 외국인 등록증을 어떻게 신청합니까? 외국인 등록증은 어떻게 신청합니까? 출입국 사무소에 가셔가지고 신청하세요. 출입국 사무소에 가서 가지고 신청하세요. 신청하세요. Đây chính là cái từ mà tôi vừa mới giải thích với các bạn. 외국인 등록증을 어떻게 신청합니까? 외국인 등록증, 외국인 là người nước ngoài đúng không? 등록증 đó là một cái giấy, nếu như chúng ta dịch đơn thuần, nghĩa đơn thuần thì nó là giấy đăng ký. Thế nhưng ở đây trong trường hợp này thì nó có nghĩa là một cái thẻ, như trong tiếng Việt của chúng ta là chứng minh thư. Thì khi mà một người nước ngoài đến Hàn Quốc và lưu trú ở tại Hàn Quốc từ 3 tháng trở lên, thì khi đó sổ xuất nhập cảnh người ta sẽ cấp cho các bạn một cái thẻ, gọi là cái thẻ lưu trú. Thế và cái đó gọi là 외국인 등록증. 외국인 등록증을 어떻게 신청합니까? Cái thẻ đăng ký cái thẻ lưu trú người nước ngoài này như thế nào? 출입국 사무소에 가셔가지고 신청하세요. Bạn hãy đi đến cái sở quản lý sở xuất nhập cảnh. Thế và hãy đăng ký ở đó. 출입국 là xuất nhập cảnh. Các bạn thấy đây chính là tiếng Hán, 출 là xuất, 입 là nhập. Thế và 출입국 là xuất nhập cảnh. 사무소, 사무소 nó có cái nghĩa lớn hơn cái từ 사무실 một chút. 사무실 là một cái văn phòng bình thường của một công ty thôi. Thế nhưng 사무소 nó như là một cái trụ sở của một cơ quan ấy.
Ở đây như các bạn trong cảnh các bạn thấy một cái tòa nhà là Intern to the Cục Quản lý Zamozo, là cái tòa nhà quản lý, à là gọi là người ta gọi là sở quản lý xuất nhập cảnh của thành phố Incheon. Thế và chúng ta sẽ chuyển sang những cái ví dụ cuối cùng trong bài ngày hôm nay. Hơ Tông Hoan sơ sinh nhìn văn vụn ý cơ chú xéo. 대학 졸업하면 뭘 할 거예요? 저는 영어를 배워가지고 외국 회사에 취직할 거예요. 은행에 통장을 가지고 가서 좀 정리해 주세요. 네, 알겠습니다. 내일에 저는 출장 갈 거예요. 여권과 비행기 표를 꼭 챙겨 가지고 가세요. 네, 여러분 한번 따라해 보세요. 네, 이거 주세요. 대학 졸업하면 뭘 할 거예요? 대학 졸업하면 뭘 할 거예요? 저는 영어를 배워 가지고 외국 회사에 취직할 거예요. 저는 영어를 배워 가지고 외국 회사에 취직할 거예요. 통장을 은행에 가서 좀 정리해 주세요. 통장은 가지고 은행에 가서 은행에 가서 좀 정리해 주세요. 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 내일에 저는 출장 갈 거예요. 내일에 저는 출장 간 거예요. 여권과 비행기 표를 꼭 챙겨 가지고 가세요. 여권과 비행기 표를 꼭 챙겨 가지고 가세요. 꼭 챙겨 가지고 가세요. 꼭 챙겨 가지고 가세요. 대학 졸업하면 뭐 할 거예요? Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Nếu mà bạn tốt sau khi tốt nghiệp đại học thì bạn sẽ làm gì? 졸업하자 là tốt nghiệp đúng không? 저는 영어를 배워 가지고 외국 회사에 취직할 거예요. Tôi sẽ học tiếng Anh rồi thì 외국 회사 là gì các bạn nhỉ? 외국인 là người nước ngoài thì 외국 là gì? 외국 là nước ngoài đúng không? Cái kin, uế cúc kin, uế cúc in ý, cái in đó từ tiếng Hán là tính là nhân, tức là người. Tôi sẽ học tiếng Anh và rồi sẽ xin việc ở công ty nước ngoài. Thông trang ngư cả chi cô, ưng hê nghe cả sớ, chôm thần ni hê chú xèo. Thông trang là sổ tài khoản. Ở Hàn Quốc thì tất cả mọi cái tất cả tức là người ta thường không bao giờ người ta để tiền trong nhà mà bao giờ người ta cũng cho vào tài khoản ở trong ngân hàng. Thế và người ta sẽ thường là rút tiền ở những cái máy tự động á. Thì cái thông trang này chính là cái quyển sổ tài khoản. Thế còn cái tài khoản của bạn ấy, cái số tài khoản ấy thì có một cái từ là kế choa bơn hô. Phân hô là số, kế choa là tài khoản. Thế và kế choa phân hô là số tài khoản. Thế còn thông trang là cái quyển sổ tài khoản. Thông trang ngữ cá chi cô. Ở đây cá chi cô đã có một cái nghĩa là mang. Các bạn lưu ý là khi này thì nó sẽ không có một mua a ơ nữa. Tức là cầm, bạn hãy cầm cái quyển sổ tài khoản và ân hê nghe cá sờ đi đến ngân hàng. Rồi thì chung chứng ni hết chú xéo. Chứng ni ha ta. Cái nghĩa gốc của nó ấy thì là sắp xếp hay là chỉnh đốn lại một cái công việc gì đó chẳng hạn. Sắp thường là dịch là sắp xếp. Thế nhưng trong trường hợp này ấy, thì nó lại có một nghĩa hơi khác một chút là thông trang chứng ni ha ta. Thông trang ngữ chứng ni ha ta. Có nghĩa là bạn mang cái quyển sổ thông trang đó, bạn đến ngân hàng và bạn cho vào một cái máy tự động thì nó sẽ tự động nó in ra một loạt các cái cả một cái danh sách tất cả các cái giao dịch mà bạn đã thực hiện với ngân hàng đó, tức là bạn đã rút ra bao nhiêu tiền hay là bạn đã cho vào đó bao nhiêu tiền chẳng hạn. Đó là gọi là người ta gọi là thông trang thông ni ha ta. Nè hàng kết sim ni ta, vâng tôi biết rồi. Nè đây trở nên chuyên trang càng cười ồ. Ngày mai tôi sẽ đi công tác. Nhớ quân qua phi hành ki phiếu rồi. 챙겨 가지고 가세요. 여권 là hộ chiếu,
Pienki pyo, các bạn có thể đoán là gì không? Pienki là máy bay, còn pyo là vé. Pienki pyo là vé máy bay. Thế còn ví dụ như là yếng hoa pyo là gì nhỉ? Vé xem phim. Yếng hoa là phim. Thế là chúng ta ghép cái từ pyo vào là trở thành vé xem phim. Pienki pyo rưu kốc chen kia ka chi kô ka se o. Kốc ở đây là gì nhỉ? Nhất định hay là chắc chắn. Chen ki ta, ở đây nó, cái từ chen ki ta nó cũng có nghĩa gần với cái từ ka chi kô, tức là cầm. Bạn nhất định là phải phải nhớ là phải mang theo vé máy bay và hộ chiếu rồi hãy đi nhé. Cái từ chen ki ta này trong tiếng Việt của chúng ta thì có lẽ là nó hơi khó dịch. Thế nhưng tôi sẽ giải thích nó dùng trong những cái trường hợp nào với các bạn. Ví dụ người ta nói là 밥을 꼭 챙겨 먹어요. Tức là gì? Tức là bạn phải hãy tức là đừng có quên ăn cơm, và tức là bữa nào cũng phải ăn cơm. Khi mà người ta khi mà cha mẹ hay là ai đó người thân dặn bạn ấy, là 밥을 꼭 챙겨 먹어요, là hãy nhất định là phải ăn cơm. Hay là gì nhở? 비가 올 거예요, tức là gì? Trời sắp mưa. 우산을 꼭 챙겨 가요, là hãy nhớ là cầm ô và đi. Trong chữ 챙기다 nó thường sử dụng trong những cái trường hợp như vậy. Thế và ở đây là 여권과 비행기표를 꼭 챙겨 가지고 가세요, nhất định bạn hãy phải nhớ là cầm theo hộ chiếu và vé máy bay. Xúc chế rưu chen kia hay gà chú cô? Hắc kêu hơi cài. Trường hợp này thì có lẽ là người ta không nói như vậy, mà người ta nói là chế cưu chen kia gà chú cô hắc kêu hơi cài. Tức là nhớ cầm theo sách và đi đến trường. Đó là toàn bộ bài học của chúng ta ngày hôm nay. Thế và hy vọng là các bạn sẽ sử dụng tốt được những cái cấu trúc ngữ pháp này. 수고하셨습니다. 감사합니다.